Đấy, Phúc đang thúc đá để đường lên xe ô tô ạ. Ngoài kia có rất nhiều luôn. Xúc là dầu rất to ấy. Một dầu này nó phải hối các bạn ạ. Máy xúc hiệu cát. Khá nặng rồi. Nèm nó xuống để nó tiếp bây giờ. Cái này nó như ở đá thì rẻ phan các bạn nhé. Rẻ phan đường, đây là đổ, kiểu đổ lên dưới.
đất này tí hệ chắc xúc cho xe nữa các bạn.